Ôi sao rồi? Hạnh sinh cho anh một đứa con nhá. Anh sẽ cho em tiền. Anh sẽ cho em 100 triệu. À, không, 200 triệu. Chú xin chia buồn của cháu. Nhưng mẹ cháu đang ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư. Em đồng ý ạ. Cậu có biết là tôi rất là ghét cậu không? Mà lỡ may có việc gì xảy ra với mẹ thì con cũng bán cả cái tấm thân này để cứu mẹ. Mẹ xem này, nhiều tóc bạc lắm rồi đấy. Ai bảo mẹ cứ tham công tiếc việc cơ? Thì con lớn là từng này rồi, mẹ không già ấy, thì trẻ mãi sao được. Với lại mẹ trẻ mãi, người ta bảo mẹ thần kinh thì chết. Sao đi làm rồi không lo về nhà nghỉ ngơi đi con? Mẹ còn ra nhổ tóc sâu. Con không sợ bạn bè nó nhìn thấy nó cười cho à? Ai cười thì kệ họ chứ mẹ. Con à, lại có thích ở bên mẹ cơ. Trời ơi, vài bữa nữa lấy chồng sinh con rồi á, quên hẳn mẹ luôn. Ở đấy mà ở bên chứ không ở bên. Mẹ này, con đã bảo là con không lấy chồng mà. Con ở vậy với mẹ cả đời luôn. Thế con thấy gì? Cứ nói thế. Thì lỡ này mai mẹ chết đi, xuống dưới kia mẹ còn có bố. Thế lúc bấy giờ con ở với ai? Mẹ này, mẹ đang trẻ khỏe như thế này, tự dưng mẹ nói như thế. Mà lỡ may có việc gì xảy ra với mẹ thì con cũng bán cả cái tấm thân này để cứu mẹ. Nên là mẹ đừng nói thế nữa nhá. Thôi đi cô, tôi còn lạ gì cô nữa. Chứ không phải là cô đang thích cái anh Bảo đấy từ lâu lắm rồi à? Thôi cưới đi cho mẹ còn đứa cháu. Mẹ, người ta mà thích con ý thì người ta đã nói rồi. Mẹ nói như thế á, cậu ấy nghe thấy thì cậu ấy cười con đấy ạ. Có ba đến rồi đấy. Bác chưa nghỉ hả bác? Ừ, bác chưa. Bác ngồi đây cháu. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Mới đi làm về hả cháu? Vâng. Bảo vừa đi gặp khách hàng về, biết ngay kiểu gì Huyền cũng ở đây. Rồi sao? Thì mình có việc gì không? Thì mình đến giúp bác dọn hàng, bác nhỉ? Ừ, bác cũng đang chờ cháu đến dọn hàng giúp bác đây. Mà thôi, cả nhà chúng ta đi dọn hàng về nhá. Vâng ạ. Bác cứ để cháu ạ. Ừ, dọn giúp bác đi. Chào Huyền, mình biết là Huyền đang buồn ngủ nên là mình pha cho Huyền cốc cà phê này. Huyền uống đi. Mình cảm ơn nhá. Sao cái gì cũng biết mà có một điều mãi không chịu biết thế? Thì mình biết rồi. Mình đi Huyền nhá. Mình không sao đâu. Mình đi đây. Cái gì cũng mình biết, mình biết. Thế mà thích người ta lại còn không dám nói nữa. Sau này mà có ai hốt mất tôi thì đừng có trách nhá. Sếp ơi. Ôi. Khách nào mà lại ép sếp uống nhiều thế ạ? Thôi sếp ngồi đây nghỉ, để em đi lấy cho sếp cốc nước ạ. Huyền ơi. Sếp ơi, sếp say quá rồi, sếp đừng nhìn em như thế ạ. Huyền ơi, anh không nhìn Huyền như vậy thì nhìn Huyền như thế nào đấy? Hãy sinh cho anh một đứa con nhá. Anh sẽ cho em tiền. Anh sẽ cho em 100 triệu. À, không, 200 triệu. Ui, sếp ơi, làm gì có ai lại bán con mình đâu ạ. Có chết, em cũng không bao giờ làm việc đấy đâu ạ. Nếu em sợ liên lụy
chúng ta sẽ làm hợp đồng. Khi nào em sinh con xong, anh sẽ thanh lý hợp đồng. Em muốn đi đâu, làm bất cứ một việc gì cũng được, tùy em. Nguyễn, ôi sếp ơi, em vừa có điện thoại, có người báo mẹ em bị bệnh phải vào viện gấp. Em xin phép sếp cho em nghỉ, ngày mai em làm đơn, sếp ký giúp em ạ. Em chào sếp ạ. Nguyễn ơi, Nguyễn. Mà ông ta có thể đề nghị mình một cái việc như thế được nhở? Đúng là một kẻ xấu xa, dâm tặc. Chào cô một tí. Xin chia buồn bố cháu, nhưng mẹ cháu đang ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư. Nếu phẫu thuật sớm, may ra... Huyền, Huyền đừng có khóc nữa. Huyền có khóc nữa thì bệnh ung thư của mẹ Huyền có chữa khỏi được đâu. Quan trọng nhất bây giờ là phải kiếm đủ tiền lo phẫu thuật cho bác kia kìa. Nhưng mà cậu biết đấy, bây giờ tôi kiếm đâu ra được 100 triệu bây giờ. Hoàn cảnh của tôi, mẹ quá con côi. Được như bây giờ ấy đã là tốt lắm rồi. Cái đấy thì Huyền này, trong thẻ này bảo để dành được hơn 20 triệu đấy. Huyền cầm mà lo cho bác đi. Bác cũng quý bảo mà. Giá như có nhiều hơn thì tốt biết mấy nhở. Mình cảm ơn. Cậu vừa mới ra trường, dành dụm được tận này đã là nhiều lắm rồi. Còn cả bố mẹ ở quê nữa. Nhưng cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ trả lại cho cậu. Mà thôi, cậu có việc thì đi trước đi. Thế mình đi nhá. Này, xe của cậu đâu? Xe của mình mình cho mượn rồi. Thôi, mình đi đây. Này, Huyền đừng có buồn nhá. Nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Mình đi đây. Anh sinh cho anh một đứa con nhá. Anh sẽ cho em tiền. Anh sẽ cho em 100 triệu. Không, 200 triệu. Với lại mẹ trẻ nãy người ta bảo là thần kinh thì chết. Mà đi làm rồi sao không lo về nhà nghỉ ngơi đi con? Ai cười thì kệ họ chứ mẹ. Còn phải có thích ở bên mẹ. Trời ơi, mà lỡ may có việc gì xảy ra với mẹ thì con cũng bán cả cái tấm thân này để cứu mẹ.
Alo à? Anh ơi, em về chuyện bản hợp đồng à? Em đồng ý ạ. Huyền, mình đã bảo cậu không khóc nữa mà. Mình biết ngay mà. Sao cậu còn dám xuất hiện vào lúc này? Cậu có biết là tôi rất là ghét cậu không? Tại mình sợ cậu đói. Mình mua những thứ cậu thích. Này, Huyền cầm lấy đi. Mình sẽ đi ngay thôi. Đúng đấy, cậu nên đi ngay đi. Từ nay ấy, cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi với cái bộ dạng đáng thương ấy nữa. Tôi với cậu, từ nay cậu thích ai, tôi thích ai, không còn quan trọng nữa. Cậu hiểu không? Huyền, nhưng mình lỡ thích cậu rồi mà. Bác cảm ơn cháu đã bớt chút thời gian đưa bác đi viện kiểm tra lại nhé. Dạ không có gì đâu ạ. Hôm nay cũng không hiểu sao bác không liên lạc được với cái Huyền. Không hiểu là có chuyện gì xảy ra nữa. Mà dạo này hai đứa làm sao thế? Lâu rồi bác cũng không thấy cái Huyền nhắc đến chuyện hai đứa. Bác có hỏi thì nó gạt đi. Đâm ra bác lại thấy lo lo. Dạ, cháu, chúng cháu chắc là không có duyên bác ạ. Không có duyên là thế nào? Bác thấy hai đứa đẹp đôi cơ mà. Thế nguyên nhân là từ đâu? Nói cho bác nghe xem nào. Hay là tại cái Huyền nhà bác đúng không? Cái con này là làm bác tức chết đi mà. Chiều quá thì sinh hư. Mà thôi, cháu cứ yên tâm, để bác sẽ dạy lại nó. Vâng, quan trọng bây giờ bác phải giữ sức khỏe bác ạ. Ừ, bác cảm ơn cháu. Vâng. Em ngồi xuống đây. Huyền! Bác ơi! Mẹ, cái con này, mẹ dạy mày dây rách phải giữ lấy lề cơ mà. Trời ơi là trời, thời gian qua mẹ biết mày cực khổ, nhưng ai cho mày vô liêm sỉ tới mức mà mày có trăng quên đèn đấy hả con? Trời ơi, mày cặp với một cái ông bằng tuổi cha bùi chú của mày để mày có tiền mới có ăn ngon mặc đẹp à? Mày bôi do chất chấu vào mặt mẹ, mày bôi do chất chấu vào mặt người cha đã mất của mày. Trời ơi, ông ơi là ông, thế này thì tôi sống như thế nào đây? Sao ông không đưa tôi quách đi cho xong? Kìa bác, Huyền hôm nay mệt bác ạ. Ông xe đó kìa. Liệu ông có ít tuổi hơn tôi mà ông dám gọi tôi bằng bác? Ông không biết ngượng mồm à? Mẹ, mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Sợ sợ nó trước mắt như thế này mà không phải như mẹ nghĩ à? Mẹ không nói nhiều. Ngày hôm nay mày chọn ông ấy hoặc là mẹ. Nếu mày chọn ông ấy thì mẹ đâm đầu vào ô tô mẹ chết luôn đi. Mẹ ơi, mẹ biết thừa là con chỉ có một mình mẹ thôi. Đương nhiên là con phải chọn mẹ rồi à. Nhưng mà con lỡ
làm giấy bán thân cho anh ấy để lấy tiền phẫu thuật cho mẹ. Bây giờ con lỡ có thai 3 tuần rồi ạ. Con ơi là con, sao mày lại ngốc như thế hả con? Mẹ có dạy mày như thế không? Trời ơi, mẹ già rồi, mẹ có chết cũng không đáng gì cả. Nhưng con còn cả một tương lai phía trước cơ mà. Con làm vậy thì mẹ chết cũng không nhắm mắt được. Huyền ơi là Huyền. Ba ơi, thật ra anh Hà cũng làm người tốt đấy ba ạ. Em uống thôi đi. Lần đầu mới gặp, cháu cũng thấy bừng mình lắm. Nhưng cháu để ý, Huyền chỉ cần mệt là anh Hà đi mua cháo, mua thuốc cho Huyền đấy bác ạ. Thú thật, ngay từ đầu tôi cũng đã thích Huyền rồi. Nhưng nghĩ mình nhiều tuổi, ai mà yêu mình, nên tôi chỉ dám xin Huyền đứa con thôi. Tôi biết tôi chưa đáp ứng đủ yêu cầu của chị, nhưng vì đứa con trong bụng Huyền, mong chị niệm tình mà chấp thuận cho. Tôi hứa, tôi xin đảm bảo tính mạng mình để bảo vệ cho hai mẹ con cô ấy cũng như gia đình bên ngoại. Mẹ ơi, mẹ thương con như thế nào thì con cũng thương con của con như thế. Mẹ đồng ý nha mẹ nhá. Về nhà nghỉ ngơi, mẹ mệt. Ok mẹ. Mẹ còn phải giữ sức để dự đám cưới của con gái mẹ nữa chứ. Nó kể thì tôi thất vọng 1, nhưng mà hôm nay gặp thực tế thì thất vọng 10. Trời ơi, như này đúng là cái đồ rẻ tiền. Ờ kìa mẹ, từ trước đến nay nhà tôi chỉ dành để tiếp khách quý thôi, chứ ai hơi đâu tiếp đãi gà rừng. Chắc là cậu hiểu ý tôi chứ nhỉ. Anh em mình về đi, không việc gì anh phải vì em mà phải chịu nhục như vậy cả. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Em ngồi đi. Đã dặn là hôm nay có con dâu để ra mắt rồi, chả biết đi đâu. Này, mặt em làm sao đấy? Chết rồi, em lo quá anh ạ. Em cứ yên tâm, không việc gì phải lo đâu. Mẹ anh hiền lắm, hay giúp đỡ người khác nữa. Cả phố này đều biết mà. Thật vậy anh? Ừ, ví dụ nhá, ai cứ cần cầm đồ, thu họ, siết nợ đều đến nhờ mẹ anh hết đấy. Tôi nghe như là có ai đang nói bóng gió tôi cái gì ấy nhỉ? Con chào bác ạ. Mẹ, mẹ đi đâu làm bọn con đợi nãy giờ đấy. Giới thiệu với mẹ, đây là Trang, bạn gái của con ạ. Tôi cũng nghe thằng Cường nhà tôi nó kể về cô rồi. Mới đầu ấy, nó kể thì tôi thất vọng 1, nhưng mà hôm nay gặp thực tế thì thất vọng 10. Kìa mẹ, mẹ nói cái gì đấy? Mẹ đùa thì cho vui. Cái tính tôi ấy có sao nói vậy. Thế nên cô đừng có để bụng nhá. Dạ, thưa bác, dạ để bụng đâu ạ. Mà phải rồi, để bụng làm gì cho nó mệt người. Phải rồi đấy. Em có mang hoa quả cho mẹ đúng không? Dạ, con biết bác thích ăn hoa quả nên là con mang một chút ít sang biếu ạ. Toàn hàng chợ như này đúng là cái đồ rẻ tiền. Ờ kìa mẹ. Mà thôi, cô có lòng
Tôi có dạ, để đấy tôi cho con Lucy nhà tôi nó ăn. Lucy? Lucy là ai hả bác? Là con khỉ nhà tôi. Mẹ! Mẹ đừng có đùa nữa. Để con vào luôn chuyện chính nhá. Ngày hôm nay con đưa Trang về ra mắt là một tính chuyện làm đám cưới đấy mẹ ạ. Cái gì? Cái chuyện đấy từ từ, làm sao mà phải gấp gáp thế? Sao thế mẹ? Thế con đã tìm hiểu xuất thân của nó như thế nào chưa? Thì bọn con yêu nhau đương nhiên là phải tìm hiểu nhau trước rồi chứ ạ. Trang là một cô gái tốt, công việc ổn định, lại còn đảm đang tha bát được nhà nữa ạ. Thế thì còn gì bằng nữa hả mẹ? Cái đấy mẹ không quan tâm. Mẹ quan tâm xem là xuất thân của nó có đàng hoàng tử tế hay không. Bác nói vậy là sao ạ? Xuất thân của con thì có gì mà không đàng hoàng? Đấy, con thấy chưa? Mẹ mới nó có một câu mà nó trừng cái mắt ra nó nhìn mẹ cái kìa. Mẹ, làm gì đến mức đấy? Mà, con có biết anh trai của nó như thế nào không? Anh trai của nó đã từng vào tù vì cái tội ăn trộm ăn cắp đấy. Có chuyện đấy sao ạ? Phải, mẹ đã thuê người để đi điều tra và phát hiện ra cái chuyện đấy. Thế nên nó không xứng đáng với gia đình nhà mình. Trang, có chuyện đấy không em? Đúng, đúng là anh trai em đã từng đi tù. Nhưng nó là chuyện của quá khứ rồi. Anh ấy bây giờ đã hoàn lương và sống rất là tử tế bác ạ. Ôi trời ơi, một người đã từng vào tù thì lấy đâu ra tử tế hả? Mẹ ơi, con nghĩ không đến mức đấy đâu ạ. Chuyện cũng lâu rồi mà. Thế ý con là sao? Là con vẫn muốn cưới nó đúng không? Mẹ không đồng ý. Mẹ, vấn đề là Trang đang mang thai rồi đấy ạ. Cái gì? Tại sao lại ăn cơm chết tiệt? Rồi ôi, sao mà nhục nhã thế này? Mẹ, nếu mẹ không vì con thì coi như mẹ vì cháu có được không ạ? Đủ rồi, mẹ không muốn nghe nữa. Em cứ yên tâm nhé, em không phải lo đâu. Mẹ anh hiền lắm, để anh thuyết phục thêm vài hôm chắc mẹ cũng xuôi xuôi ấy mà. Vâng ạ. Dạ, em mời anh, em vào đây ngồi đi. Dạ chào bác. Con chào bác, hôm nay con đưa anh trai con tới để bàn được chuyện đám cưới ạ. Chào bác, cháu là Minh ạ. Cháu là anh trai của Trang, nhà của mỗi hai anh em thôi. Thế là hôm nay cháu đại diện bố mẹ cháu đến đây để hỏi ngày cưới luôn ạ. Tiện đây cháu có chút quà, cháu biếu bác. Ngồi xuống đây. Mà hình như là tôi thấy nhà này chưa có dạng hỏi gì đâu nhá. Mà tại sao sang đây nói chuyện như đúng rồi nhỉ? Trước sau gì cũng là một người nhà ấy nào mẹ. Anh, em mời anh uống nước, trà nhà anh ngon lắm đấy. Trà thượng hạng đấy. Từ trước đến nay nhà tôi ấy chỉ dành để tiếp khách quý thôi, chứ ai hơi đâu tiếp đãi gà rừng. Chắc là cậu hiểu ý tôi chứ nhỉ? Vâng, cháu hiểu ạ. Thế bên mình đã bàn về cái ngày định ngày cưới chưa ạ? Chuyện gì cứ phải từ từ, sao phải gấp rút thế nhỉ? Mà cũng phải thôi, không thì ít nữa cái bụng kia nó trình hình ra thì mất thể diện nhỉ. Mà tôi phải công nhận anh em nhà cậu cũng tài thật đấy. Anh thì nhanh tay, còn em thì tinh mắt. Tia đâu không tia, lại tia trúng với thằng con trai của tôi. Ý mẹ nói có phải mẹ khen vợ con có mắt tinh đời đúng không ạ? Tôi nói thế ai hiểu, hiểu gì thì hiểu. Còn cái chuyện định ngày ấy, hôm nay tôi mệt lắm, thế là ngày hôm khác nhé. Nhưng mà... Vậy thôi, con xin phép về trước ạ. Từ từ, anh chị cầm cái túi này đi, tôi không cần. Con ơi, con có thấy cái vòng cổ của mẹ đây không? Mẹ tìm lại xem nào. Tìm xung quanh đây không thấy đâu cả. Mẹ nheo ở trên cổ, mất làm sao được. Vừa lẫy, mẹ để chỉ trên bàn, chưa kịp đeo. Mãi tiếp anh em nhà nó, thế nó quên béng luôn. Mẹ tìm lại đi, có ai vào đây đâu mà lấy. Từ trước đến giờ, đồ đạc mẹ để khắp phòng nhà mình rồi, có bao giờ mất đâu. Cái kiểu này chắc chắn là có người lấy.
Bác nói đấy nghĩa là đang ám chỉ cháu đúng không ạ? Tôi nào có dám ám chỉ ai. Ông bà nhà ta ngày xưa có câu: giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu mà anh có lỡ lấy cho tôi xin, đấy là vật kỷ niệm của ông chồng tôi. Tôi không muốn làm chuyện này to đâu. Bác đừng có mà vu khống như vậy. Anh cháu không bao giờ làm những việc như vậy đâu. Thì đưa cái túi đây, tôi kiểm tra. Thôi được, bác cứ xem thoải mái đi ạ. Đây, cái dây của tôi đây. Sao nó lại ở trong đấy ạ? Sao với răng cái gì nữa? Thế ý của anh là tôi vứt vào đây để tôi đổ tội cho anh à? Đấy chưa, tôi đã nói rồi, không bao giờ tin được cái đồ ăn trộm ăn cắp đâu mà. Anh trai em không làm được việc như vậy đâu. Anh phải tin em. Đến lúc này em còn bảo anh tin được sao? Em làm anh thấy thất vọng quá đấy. Đấy chưa, mẹ đã bảo con rồi, đừng có bao giờ tin những cái đứa mà đã vào tù ăn trộm ăn cắp như vậy. Bây giờ con sáng mắt ra chưa? Bây giờ con mà vác nó về ấy, thì anh em nhà nó sẽ tính kế cuộn hết cả tài sản nhà mình đấy. Không bác ơi, cháu xin bác, bác đừng hoãn đám cưới này ạ. Thôi thì cứ coi như là cháu có lỗi, nhưng mà em cháu không có lỗi. Thôi thì bác thương tình, bác tác hợp cho chúng nó. Tác hợp cái gì? Tác hợp với cái lũ nghèo hèn ăn trộm ăn cắp như vậy à? Tôi nói luôn nhá, nhà tôi không rút cái củ nợ này về đâu nhá. Thôi đủ rồi, anh em mình về đi. Không việc gì anh phải vì em mà phải chịu nhục như vậy cả. Em, vì đứa bé, mình nghĩ một tí. Em thà làm mẹ đơn thân còn hơn là làm dâu một gia đình coi thường em như vậy. Em gái cậu ấy biết điều đấy. Mà chắc gì cái thai trong bụng đã là máu mủ của nhà tôi. Này, nó là cháu của bà đấy. Thế mà bà ăn nói như thế được à? Em không ngờ chuyện như vậy mà anh vẫn còn im lặng được ạ. Em thật sự quá thất vọng với anh đấy, đồ hèn. Anh, mình về thôi. Đấy, con thấy chưa? Mẹ đã nói rồi, may nhá. Không thì cõng rắn, cắn gà nhà. Mày quá, mất tòi mấy chỉ vàng của mẹ. Mời anh với cô vào đây ạ. Mời cô với cả anh ngồi đây ạ. Một lát nữa chủ tịch của chúng tôi sẽ vào ạ. Vâng, cảm ơn cậu, trong sự nhờ cậu. Dạ vâng ạ. Thôi con, làm ăn cái chuyện thất bát ấy là chuyện bình thường mà con. Con cứ phải phấn chấn lên. Mẹ không hiểu à? Đấy là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác đấy. Bây giờ mình mà không tìm cách kiếm tiền trả cho người ta sẽ viết đơn cho con đi tù đấy mẹ ạ. Con không muốn đi tù đâu mẹ ơi. Con đừng lo, mẹ đã tìm hiểu kỹ rồi. Cái ông chủ tịch này, ông là người nổi tiếng, là hay gây thịt, là hay làm từ thiện. Mà tí nữa gặp ông ấy thì con cứ giả vờ tội nghiệp cho ông ấy thương nhớ nhá. Nhá. Con biết rồi. Tưởng ai? Hoàn ra người quen cũ à? Đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Thì ra cậu cũng đến đây để vay tiền cơ à? Bao nhiêu năm không gặp, trông nhìn cậu vẫn bẩn tiện như xưa nhỉ? Vậy cô đến đây làm gì? Tôi đến đây làm việc gì là việc của tôi, đừng có xía vào. Mà tôi cũng chẳng dành thời gian để nói chuyện với cái phường trộm cắp như cậu. Nếu vậy thì ba cũng không có lý do gì để xuất hiện ở đây đâu. Là cô à? Cô là cái thá gì mà dám ăn nói sức sực với tôi? Lâu quá không gặp, bà vẫn như vậy nhỉ? Này, cô đừng có sắc sược với mẹ tôi. Cả anh nữa đấy. Đúng là mẹ hát, con khen hay. Cô đừng có láo nhá. Hai anh em nhà cô sao cứ bám vào mẹ con tôi nhỉ? Cút đi cho khuất mắt tôi. Thưa chị, đây là đống hồ sơ cần chị ký này ạ. Được rồi, anh cứ để đấy đi, tôi ký luôn bây giờ. Dạ vâng ạ. À,
thưa chị, còn một chuyện nữa. Đây là hai người mà ngày hôm nay nhất quyết đòi gặp chủ tịch đấy ạ. Được rồi, anh cứ để tôi sắp xếp, anh đi ra đi. Dạ vâng ạ. Chủ tịch á? Cậu Binh này, có sự nhầm lẫn, vừa nãy tôi chỉ là đùa thôi mà. Chà, em là chủ tịch à? Sao nào? Anh ngạc nhiên lắm à? Lẽ ra tôi cũng định nói cho anh biết rồi đấy. Nhưng anh và mẹ anh đâu có cho tôi cơ hội để nói đâu. Thậm chí hai người còn không muốn bước chân qua nhà tôi cơ mà. Trang, lúc đó chỉ là do hoàn cảnh thôi. Chứ thực lòng anh vẫn còn thương em. Tại mẹ anh nói là anh Minh đi tù, anh làm kinh doanh nên không thể để ảnh hưởng đến công ty được, nên anh mới phải làm như thế. Trang, anh yêu em. Anh Cường, anh có biết vì sao anh tôi lại phải đi tù không? Bởi vì ngày xưa bố mẹ tôi bị tai nạn, còn tôi thì bị bệnh nặng nên cần một khoản tiền lớn để chữa trị. Anh tôi đã phải vay nóng, rồi lãi mẹ, đẻ lãi con. Người ta gán cho anh tôi tội chiếm đoạt tài sản, cho nên anh tôi mới phải đi tù đấy. Sao em không nói cho anh sớm thôi? Nói thì anh sẽ tin à? Bao nhiêu năm qua đấy là vết thương lòng của anh trai tôi đấy. Vậy mà anh và mẹ anh vẫn luôn lấy chuyện đấy ra để chì chiết, giày vò tôi và anh tôi. Trang ơi, cho mẹ con bác xin lỗi. Thật sự là bác không biết cái quá khứ đau thương của con như vậy. Bác có lỗi. Vậy lúc anh em tôi cầu xin, ba và anh ta có thèm để tâm không? Thì con không vì bác, thì con hãy vì giọt máu của con với cả thằng Cường chứ. Bà vẫn còn dám nhắc đến đứa cháu cơ. Tôi nói cho bà biết, chính vì hai mẹ con bà, vì sự ruồng rẫy của hai người mà em gái tôi đau khổ đến mức phải ngã sẩy thai. Tôi chưa tính với bà chuyện đó thì thôi đấy. Chà, con thật thôi. Thôi anh ạ, với những hạng người như này, mình không cần phải nói nhiều làm gì, cho nó mệt mỏi ra. Tôi nói cho bà biết, sông có khúc, người có lúc. Bà đừng bao giờ lôi quá khứ của Trang ra để mà coi thường. Còn mày ấy, thằng hèn. Anh biết lỗi ở Trang ơi. Trang, cho anh làm lại thôi. Thằng hèn. Con ơi, bây giờ phải làm thế nào con? Còn thế nào nữa, tất cả là tại mẹ đây. Trang,